Việt Nam có thể mất nhiều thập kỷ mới có người như Bill Gates, Jack Ma. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dự một buổi lễ tuyên dương các học sinh xuất chúng hôm 3 tháng 12 ở Hà Nội. Báo chí nhà nước tường thuật rằng Thủ tướng đã chúc mừng và đánh giá cao các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế hoặc có kết quả xuất sắc tại kỳ thi Trung học phổ thông năm 2016. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo. Năm nay Việt Nam có 37 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Có tới 36 trong số 37 học sinh đã đoạt giải, gồm 9 huy chương vàng và 25 huy chương bạc đồng. Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, do đó phải có sự sẵn sàng về chất xám, về nguồn nhân lực. Ông Phúc nhấn mạnh, ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện, phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển. Và ông cho rằng, như vậy chúng ta mới hy vọng có những nhà kỹ nghệ, nhà khoa học, doanh nhân như Bill Gates, Thomas Edison, Jack Ma ở Việt Nam. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên quản trị kinh doanh ở Hà Nội, nói với VOA rằng có cơ hội để niềm hy vọng mà Thủ tướng nói đến trở thành hiện thực, dù còn có những khó khăn ở Việt Nam. Tôi thấy rõ ràng năng suất lao động khoa học tăng khá nhanh trong vòng khoảng 5 năm vừa rồi. Chỉ có một điều là như này, việc tiến triển đấy nó vẫn còn ở dưới mức tiềm năng xa. Một trong những cái thay đổi khó nhất là xưa nay nghiên cứu cơ bản thì thường nghĩ đến các ngành khoa học tự nhiên, ít khi nói đến các vấn đề các lĩnh vực xã hội. Thực ra cái khoa học xã hội là rất là quan trọng. Châu Âu và Mỹ chẳng hạn, một trong những cái đà thúc đẩy họ chính là khoa học xã hội, họ phát triển rất là tốt và sớm. Thế thì dường như ở mình thì cái đấy lại có vẻ như là không phát triển kịp so với sự phát triển của khoa học cơ bản. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy thì mấy cái năm vừa rồi là cũng nói rất rõ là cái hệ thống đạo đức khoa học là rất có vấn đề, đặc biệt đối với các bậc trình độ đào tạo trình độ cao. Mà cái đấy là rất nguy hiểm, bởi vì đấy là những cái máy cái trong này để sản xuất cho xã hội. Theo tiến sĩ Hoàng, tự do trong học thuật, tư duy và tranh luận là những điều kiện rất quan trọng để mọi người nói chung và các nhân tài nói riêng phát triển. Thực ra cái vũ khí quan trọng nhất của một người nghiên cứu và của những người làm công việc phát minh hoặc là suy nghĩ những điều mới là họ được tự do suy nghĩ. Cũng có một cái yếu tố nữa là nó cũng là cả cái bản lĩnh và sự quả cảm của người làm nghiên cứu nữa. Ví dụ thế này, nhìn thấy một vấn đề bảo cái này sợ, cái này khó, khiếp, cái này đây nó mới làm được. Đấy đang tự lùi lại rồi. Luật sư Lê Luân đồng thời là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội cũng chia sẻ với tiến sĩ Hoàng về tầm quan trọng của tự do tư duy, tự do tư tưởng. Ông nói với VOA. Tư duy tự do thì đương nhiên rồi. Đấy là một vấn nạn, tức là chúng ta đa thường thì chưa phát triển được cái khả năng tư duy, khơi được cái khả năng tư duy con người, cái tự do và cái sáng tạo. Và chúng ta đã thường áp đặt tư tưởng vào tầng tư, tức là có thư nhỏ và đưa ra cả phương án, tức là bốn điểm, tức là bốn vấn đề lớn đó, để giải quyết, để tạo ra một cái nền giáo dục thực sự được khai phóng, mang tính khai phóng nhân bản để đưa đất nước phát triển được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này bây giờ nó có phụ thuộc vào là cơ chế, ví dụ thì vẫn phải những quyết sách lớn thì phụ thuộc vẫn vào cơ quan chức năng lớn hơn, có tác động lớn hơn. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái gọi là thay đổi tư tưởng và thay đổi cả một cái vấn đề liên quan nền tảng xã hội. Nên là thực sự là nếu mà nhanh thì cũng mất khoảng một vài thập kỷ. Nếu đấy là cái sự thay đổi có cái hướng tích cực. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng trở thành hiện thực đối với lời của Thủ tướng về hy vọng có những Bill Gates, Thomas Edison và Jack Ma ở Việt Nam. Cựu tổng biên tập Dũng Cảm Lý Tiến Dũng qua đời. Ông Lý Tiến Dũng, cựu tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, mới qua đời hôm 4 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh, thọ 58 tuổi. Các nhà báo quen biết ông nói ông bị ung thư thận. Cáo phó của gia đình ông cho hay ông sẽ được an táng vào ngày 7 tháng 12. Ông Lý Tiến Dũng được các đồng nghiệp báo chí Việt Nam ngưỡng mộ vì ông được coi là một tổng biên tập dũng cảm hiếm hoi. Vào tháng 11 năm 2007, duy nhất chỉ có báo Đại Đoàn Kết do ông Dũng làm tổng biên tập đã đăng một bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó vị tướng phản đối kế hoạch dỡ bỏ hội trường Ba Đình để xây tòa nhà quốc hội mới trên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Việc làm của báo đã bất chấp lệnh của Đảng Cộng sản gửi đến các cơ quan báo chí yêu cầu cấm đăng bức thư. Tháng 12 năm 2007, ông Lý Tiến Dũng gửi một bức thư lên lãnh đạo Đảng về một số vấn đề không bình thường tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung bức thư này được phát tán trên Internet, cho thấy những lời lẽ phê phán trực diện ông Hồng Vinh, phó Ban Tuyên giáo vào thời điểm đó. Thư cũng viết rằng trong ban có quá nhiều người làm không được việc, không được đồng chí và nhân dân ủng hộ. Gần một năm sau, cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra quyết định cách chức ông Dũng và vị phó tổng biên tập của ông, song không nêu lý do cụ thể. Ông Dũng được nhiều nhà báo Việt Nam nhìn nhận là người yêu nước, có năng lực và dũng cảm, bảo vệ sự thật.
Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA. Trong 20.000 nhà báo, khoảng 20.000 nhà báo ở Việt Nam cũng có thể đó. Cái số mà anh em phóng viên và biên tập viên mà có tấm lòng, có sự can đảm ấy, thì nó không ít đâu. Nhưng mà cái số mà tổng biên tập ấy, tức là trong cái số lãnh đạo thì rất hiếm người mà có lòng can đảm. Khi mà Lý Tiến Dũng anh làm tổng biên tập muốn đăng cái đó, và tôi và cùng đồng nghiệp là hết sức ngạc nhiên. Sau cái vụ mà của anh Lý Tiến Dũng ở đại đoàn kết đó, thì tôi cảm giác như cái không khí mà tự do báo chí nó nhập chậm lắng hẳn xuống, mà cái sự can đảm của báo chí Việt Nam nó cũng giảm rất là nhiều. Việc đàn áp của họ là có hiệu quả đó. Ông Lý Tiến Dũng sinh năm 1959, từng là đại úy quân đội nhân dân Việt Nam trước khi trở thành tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Lũ lụt do mưa kéo dài từ cuối tháng trước đã làm ít nhất 10 người chết ở miền Trung, trong khi mưa lớn được dự báo sẽ đổ xuống trong những ngày tới. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bình Định có 6 người chết, 3 người bị thương và Quảng Ngãi có 4 người chết, 1 người mất tích. Cả hai tỉnh có hơn 10.000 hecta lúa và hoa màu ngập úng. Báo Thanh Niên đưa tin, 3 trẻ em độ tuổi từ 4 đến 13 bị nước lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Nam hôm 3 tháng 12. Ngày 4 tháng 12, mưa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút. Nhưng so với hôm qua, số người thiệt hại tăng lên do kết nối thông tin được với nhiều vùng bị mất liên lạc, theo VN Express. Truyền thông Việt Nam dẫn lời cơ quan khí tượng quốc gia cho biết rằng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ tối ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, khiến từ khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, riêng Quảng Nam đến Bình Định mưa rất to. Cơ quan này cảnh báo rằng từ ngày 5 đến 9 tháng 12, khu vực Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt lũ lớn. Hãng tin Reuters dẫn phúc trình của chính phủ Việt Nam nói rằng lũ lụt đã làm 56 người chết ở các tỉnh miền Trung kể từ tháng 10. Còn về thiệt hại của hơn 200.000 căn nhà và tài sản cũng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hơn $300.000. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 4 tháng 12 đã lên tiếng giải thích về việc nhiều quan chức bị kỷ luật liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được chất vấn của cử tri quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trả lời câu hỏi của cử tri về việc chưa công bằng bởi người đứng đầu không bị gì mà cấp dưới lại bị xử lý kỷ luật, VN Express dẫn lời bà Ngân nói xin trích, có ý kiến nói lãnh đạo Hậu Giang không có vi phạm sau bị kỷ luật. Theo hồ sơ, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vụ này. Lần đầu xin một phó chủ tịch tỉnh ở Trung ương đưa về, nhưng lần hai thì xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Việc này cũng không thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó chủ tịch UBND tỉnh mà không thông qua Thường vụ tỉnh là sai. Việc làm này không đúng nguyên tắc, gây ảnh hưởng đảng bộ và nhân dân Hậu Giang. Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Theo bà Ngân, hiện có một số trường hợp trong số này ở Trung ương, Bộ Nội vụ kêu oan. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời bà Ngân khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm. Bà Ngân mới trở về nước sau khi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Việt Nam tới Cuba để dự tang lễ của cố lãnh tụ nước này, ông Fidel Castro. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Hiện không rõ là ông Thanh đang ở đâu. Một loạt các tờ báo ở trong nước từng đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, trong đó có thể là Đức.